hội chẩn một ca bệnh nhân nữ 87 tuổi chẩn đoán viêm phổi trên bệnh nhân suy tim NIHA 4 của bệnh viện thành phố Thanh Hóa. Quý vị đồng nghiệp đã sẵn sàng bắt đầu chưa ạ? Dạ, rồi ạ. Em xin kính chào quý thầy cô và quý đồng nghiệp ạ. Sau đây em xin trình bày ca bệnh hội chẩn của bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa. Bệnh nhân nữ 87 tuổi, ngày vào viện 21 tháng 10 năm 2022, lý do viện đau ngực, khó thở. Bệnh sử, kết quả viện 3 ngày, bệnh nhân đột ngột xuất hiện khó thở nhiều, khó thở vào về ban đêm, ho khan, đau tức ngực phải nhiều, đau tăng lên khi ho, không sốt, không ho ra máu, đại tiểu tiện bình thường. Tiền sử của bệnh nhân có suy tim, gia đình không ai mắc bệnh liên quan. Khám vào viện, khám toàn thân, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng già yếu suy kiệt, BMI 16, da xanh niêm mạc kém hồng, không phù, không xuất huyết dưới da. Hạch ngoại vi không sờ thấy, tuyến giáp không to, nhiệt độ 37 độ C, mạch 105 lần trên phút, huyết áp 120 trên 70 mm thủy ngân, nhịp thở 25 lần trên phút, SpO2 90. Khám tim mạch thì tim nhịp đều nhanh, T1, T2 rõ, viện tim to, khám hô hấp, lồng ngực hai bên cân đối, nghe phổi giải rác gian ẩm hai bên, hội chứng ba giảm hai bên đáy phổi dương tính, khám tiêu hóa bụng mềm không chướng, không có điểm đau khu trú, khám tiết niệu, chạm thận âm tính, dung thận âm tính, khám thần kinh, hội chứng thần kinh khu trú âm tính, hội chứng màng não âm tính, các cơ quan bộ phận khác chưa phát hiện có dấu hiệu bệnh lý. Dịch màng phổi khi sau khi được chọc hút dịch bên trái, các xét nghiệm cận lâm sàng làm được, đã được trình chiếu trên slide ạ. Chẩn đoán của bệnh nhân là viêm phổi trên suy tim NIHA 4. Hợp phát bệnh án, bệnh nhân nữ 87 tuổi vào viện vì lý do đau ngực khó thở. Qua hỏi và thăm khám thấy các hội chứng triệu chứng sau: hội chứng nhiễm trùng dương tính, hội chứng suy tim toàn bộ dương tính, hội chứng suy hô hấp dương tính, hội chứng ba giảm hai bên phổi dương tính, phổi nghe thấy gian ẩm nổ hai bên, huyết áp đo được 130 trên 70 mm thủy ngân. Điều trị hiện tại thì cho bệnh nhân thở oxy kính, kháng sinh có ceftriaxone cộng sulbactam 1g cộng 0,5g nhân 2 lọ một ngày, tiêm tĩnh mạch chậm, ofloxacin 200mg trên 100ml nhân 2 lọ ngày truyền trên ngày truyền tĩnh mạch, solumerone 40mg nhân 1 lọ trên ngày, tiêm tĩnh mạch chậm, vinzic 20mg trên 2ml nhân 1 ống một ngày, tiêm tĩnh mạch chậm, Pirospirone 25mg x 4 viên một ngày, uống 8 giờ. Umbelio 50mg x 1 viên một ngày, uống 8 giờ. Sanbutamol 6 nang khí dung ngày 3 lần. Hiện tại là ngày 27 tháng 10 năm 2022. Khám bệnh nhân thì là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng gầy yếu, BMI 16, da xanh nhưng mà kém hồng, không phù, không xuất huyết dưới da, đỡ ho, đỡ đau ngực, đỡ khó thở, NIHA 3, không sốt, mạch 89 lần trên phút, huyết áp 130 trên 80 ml thủy ngân, nhiệt độ 37 độ C, SpO2 96. Đề nghị hội chẩn ạ. Chuyên khoa đề nghị hội chẩn là tim mạch, hô hấp và dinh dưỡng. Câu hỏi là: một, nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy tim của bệnh nhân, nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng suy tim của bệnh nhân và nguyên nhân gây xẹp thủy phổi phải của bệnh nhân này là gì? Cần làm trên xét nghiệm gì để làm rõ chẩn đoán? Hai, điều chỉnh gì thêm trong phác đồ điều trị để cải thiện tình trạng suy tim của bệnh nhân ạ? Em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị đồng nghiệp đã trình bày rất rõ ràng. Và có lẽ là đầu tiên là xin thầy Linh phân tích giúp hộ để giúp cho các trả lời câu hỏi về cái câu hỏi thứ nhất ạ. Xin mời thầy. Vâng, thưa thầy Long và các bạn. Các bạn đã gửi cho tôi một cái phim chụp cắt lớp vi tính nhá, lồng ngực không tiêm của bệnh nhân. Thì ở trên cái phim này chúng ta lần lượt phân tích thôi. Thứ nhất là ở trên cửa sổ của nhu mô phổi thì các bạn thấy là tổn thương phổi lan tỏa cả hai bên. Nó gồm những tổn thương gì? Tổn thương thứ nhất là những cái tổn thương đông đặc nằm ở rìa của màng phổi. Thứ hai là những tổn thương dạng giải sơ. Thứ ba là một số tổn thương dạng nốt. Tuy nhiên những cái dạng nốt này nếu mà chúng ta bật sang cửa sổ của trung thất thì chúng ta thấy phần lớn các nốt nó là các cái đám vôi hóa ở phía ngoại vi của bệnh nhân. Đấy, còn lại thì ở thùy dưới của phổi bên phải thì chúng ta thấy có hiện tượng là nó đây là hình ảnh đông đặc chứ không phải hình ảnh xem phổi, hình ảnh đông đặc của nhu mô phổi.
Trong cái đông đặc này thì chúng ta thấy các cái nhánh phế quản để chi phối cho cái vùng đấy thì nó vẫn tương đối là thông. Tuy nhiên cái thông này thì các bạn lưu ý, tí nữa chúng ta sẽ xem ở cái cửa sổ trung thất thì cái bóng tim, cái tim của bệnh nhân rất to và nó có một phần tim to và nó hơi lệch sang bên phải. Vì vậy thì một phần của cái thủy dưới của phổi phải, cái nhánh phế quản ấy, nó hơi bị đè ép nên nó sẽ giảm thông khí. Thế ngoài ra thêm một cái nữa là ở bệnh nhân này thì chúng ta có thể thấy nằm ở trong lòng của khí quản cũng như một số cái nhánh phế quản thì chúng ta thấy có cái ứ động của dịch nó nằm ở phần thấp khi ở bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa như thế này. Đấy là ở trên cửa sổ nhu mô. Ở trên cửa sổ trung thất thì chúng ta có thể thấy đi từ trên xuống dưới thì đầu tiên là chúng ta thấy có hình ảnh tràn dịch màng phổi hai bên ở mức độ vừa. Cũng khá là tương xứng giống nhau thôi, dày khoảng 2 cm. Thứ hai là cái tràn dịch màng ngoài tim thì là chỗ dày nhất thì cũng khoảng 17 mm. Và có một cái bóng, bệnh nhân có bóng tim rất to, đặc biệt to đấy là tâm thất trái giãn to cộng với cả hai tâm nhĩ, nhĩ phải và nhĩ trái cũng giãn rất to. Và đây chúng ta có thể thấy chính cái nhĩ phải cái nhĩ trái nó đè vào cái phế quản ở thùy dưới của phổi ở bên phải và nó là cái nguyên nhân gây ra cái giảm thông khí. Thế trong cái đám đông đặc của nhu mô phổi ở thùy dưới của phổi phải thì chúng ta cũng có thể thấy những cái hình ảnh một số đám vôi hóa ở đây. Thế tất nhiên về lý thuyết thì cái này chúng ta phải loại trừ thêm một cái nữa, đấy là liệu bệnh nhân có những cái dị vật gì của đường thở nó đi vào đây hay không. Thế tuy nhiên thì trên một cái bệnh cảnh là bệnh nhân có khá nhiều các cái vôi hóa nằm ở nhu mô phổi cũng như bản thân thành phế quản ở một người cao tuổi thì cái thành phế quản nó cũng vôi hóa. Thế và vị trí thì lại nằm ở khá phía ngoại vi như thế này nên tôi cũng không nghĩ đây là những cái dị vật của phế quản mà hoàn toàn chỉ là những cái tổn thương cũ của nhu mô phổi nó vôi hóa. Thì các bạn có thể thấy một cái vôi hóa lớn đây nhưng cũng có nhiều cái vôi hóa nhỏ nằm ở lân cận. Đối với phần tim thì chúng ta thấy ngoài cái chuyện là quả tim các buồng tim giãn, đặc biệt là nhĩ trái thất trái và hai tâm nhĩ thì chúng ta cũng thấy có cái hiện tượng tăng áp của động mạch phổi ở mức độ rất lớn. Động mạch phổi thân động mạch phổi lên đến 40 và nó to hơn hẳn cả động mạch chủ ở trong trường hợp này. Và ngoài ra thì chúng ta thấy có hiện tượng là bệnh nhân có rất nhiều các cái vôi hóa của động mạch vành bên trái, cả nhánh liên thất và cả nhánh mũ. Động mạch vành phải thì có vẻ có một chút cái vôi ở đoạn gốc thôi. Thế như vậy là ở bệnh nhân này thì chúng ta sẽ có những cái tổn thương gì? Đối với phổi cũng đồng ý đây là một cái tổn thương viêm của thùy dưới của phổi bên phải. Và nghĩ nhiều đến do những cái tình trạng giảm thông khí do cái chèn ép của tim. Có tràn dịch màng phổi hai bên, có tràn dịch màng tim và có hình ảnh buồng tim giãn rất to như đã phân tích cộng với cả vôi hóa của động mạch vành. Đấy là những cái tổn thương mà chúng ta có thể thấy được ở bệnh nhân này. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Lê Tuấn Linh đã phân tích rất kỹ về tổn thương về hình thái, về hình ảnh. Tiếp theo thì xin mời thầy Đỗ Hoàng Dương. Vấn đề tim mạch ở đây rất nổi trội, bệnh nhân này xin mời thầy cho ý kiến. Kính thưa giáo sư Long, kính thưa các quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp, thì tôi thấy đây là một cái ca bệnh nổi trội, đây là một cái tình trạng suy tim. Suy tim trên một người 87 tuổi, nghĩa là tuổi rất là cao và có nhiều những cái yếu tố, ví dụ như là trên phim chụp CT thì có những cái vôi hóa động mạch vành, rồi trên các cái hình kết quả cận lâm sàng, thứ nhất là điện tim thì các bạn đã xem, tôi cũng đã xem trên điện tim thì là trục trái rất là mạnh, có QS ở từ V1 đến V3, rồi D2, D3, VF, T âm ở V5, V6. Đấy là những yếu tố ủng hộ cho việc chẩn đoán là bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ và có thể là nhồi máu cơ tim cũ rồi. Còn đợt này có tiến triển nhồi máu cơ tim cấp nữa hay không thì mình chưa có dữ liệu, bởi vì trên xét nghiệm hoàn toàn các bạn không cung cấp dữ liệu về điều đó, cũng thể do điều kiện xét nghiệm. Nhưng mà cần phải có cái thêm cái xét nghiệm về sinh học nữa là troponin T hoặc là Y và proBNP để mình xem là cái tiến triển nó có cấp. Đợt này có phải là một cái suy tim cấp trên nền một cái suy tim mạn tính do bệnh mạch vành cũ hay không. Thứ hai là trên kết quả siêu âm tim thì các bạn
cũng thể hiện cũng khá rõ rồi, đó là bệnh nhân thì tim rất là to, nhìn trên cái hình ảnh siêu âm tôi cũng thấy là sức bóp cơ tim rất là yếu, các bạn đo được sức bóp cơ tim chỉ được qua 21%, thì cơ bản là rất thấp, DD là 58, và tôi thấy ghi nhận có là hở hai lá nhiều, hở van động mạch chủ nhiều, hở van ba lá nhiều, và trên siêu âm thì các bạn không cung cấp về cái áp lực động mạch phổi rõ, nhưng mà trên CT thì đường kính động mạch phổi là 40 thì nghĩa là tăng áp phổi rất là lớn, như vậy là đây một cái tình trạng suy tim rất là rõ và các van tim cũng hở nhiều. Và như câu hỏi các bạn đặt ra là nguyên nhân gì, thì theo tôi thì trên bệnh nhân như thế này thì nguyên nhân suy tim hàng đầu là do bệnh tim thiếu máu cục bộ, nghĩa là bệnh mạch vành. Và có thể các bạn khai thác thêm dữ liệu là bệnh nhân này có tăng huyết áp trước đây không, tại vì trong hồ sơ thì không thấy có nguyên nhân về tăng huyết áp, nhưng mà có thể một người 87 tuổi thế này chắc là khó tránh khỏi là tăng huyết áp. Đấy là về nguyên nhân. Như vậy là mình sẽ chẩn đoán là nguyên nhân bệnh nhân này là suy tim và bệnh tim thiếu cục bộ. Tuy nhiên các bạn, là tôi nhắc lại là mình muốn xem là tình trạng có tiến triển cấp hay không, mình cần có thêm các cái dữ liệu về sinh học như là biến đổi điện tim theo thời gian là một, thứ hai là biến đổi các cái marker như là troponin T hoặc là troponin Y. Không biết là trong đấy các bạn có làm được cái xét nghiệm đó không? Dạ, có làm được ạ. Thế thì các bạn sẽ xem cái biến đổi về động học của nó là quan trọng, bởi vì là troponin T hoặc Y thì cũng sẽ thay đổi vì là nó suy tim nặng này. Nhưng mà nếu nó biến đổi mà cái động học nó thay đổi nhiều là có thể nó có tiến triển nhồi máu tim cấp trên nền đã có nhồi máu tim cũ rồi, sẹo hóa rồi. Đấy là cái bổ sung thứ nhất. Bổ sung thứ hai là các bạn sẽ đo cái đường kính tĩnh mạch chủ dưới, giữa hít vào thở ra để xem là nó có ứ dịch nhiều hay không, để mình quyết định cái việc là lợi tiểu tăng thêm nữa hay không, hoặc là mình điều chỉnh thuốc dựa vào cái đấy. Trong cái kết quả siêu âm tim thì tôi chưa thấy có cái đó. Có, các bạn đã đo không? Có thể các bạn sẽ bổ sung thêm nhé. Dạ không đo, dạ không đo ạ. Đấy cũng là một chỉ số rất quan trọng. Về điều trị thì cái phần điều trị về kháng sinh cho viêm phổi thì tôi không bàn luận đến, bởi vì là tôi chỉ bàn luận đến liên quan đến điều trị về suy tim ở bệnh nhân này. Như vậy nếu mình đã chẩn đoán là suy tim mà nguyên nhân nghĩ đến là do bệnh tim thiếu máu cục bộ thì mình sẽ điều trị theo đúng cái chẩn đoán đó. Đó là một là điều trị suy tim thì tôi đồng ý các bạn là các bạn sẽ có lợi tiểu Vinzix có thể một ống một ngày ở một người 87 tuổi thì tôi cũng nghĩ là sẽ phù hợp. Còn nếu trường hợp mà các bạn xem cái tĩnh mạch chủ dưới nó giãn nhiều và cái khả năng co giãn của nó ít so với nhịp thở, nghĩa là nó ứ dịch nhiều, bởi vì cái này có tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, nghĩa là sung huyết rất là rõ, thì các bạn có thể cân nhắc thêm một ống lợi tiểu hay không. Đấy là mình dựa vào cái tiến triển của bệnh nhân là mình thêm hoặc là bớt, và theo dõi, đặc biệt là khi mà dùng lợi tiểu thì các bạn theo dõi điện giải, bởi vì nếu bệnh nhân này điện giải mà rối loạn thì nó sẽ gây ra loạn nhịp và suy tim nó sẽ nặng lên. Thứ hai nữa là các bạn dùng Verospiron thì tôi thấy các bạn cho 4 viên với liều 25mg một viên, nghĩa là 100mg. Thì cơ bản thì tôi nghĩ là chắc là chưa cần thiết, vì với những bệnh nhân này thì mình dùng phối hợp thì mình dùng ở liều thấp, thì bệnh nhân thì 87 tuổi. Và tôi cũng chưa rõ là cái xét nghiệm trong cung cấp xét nghiệm của bạn là chưa có chức năng thận, creatinine cũng không có gì cả, gluco không có, điện giải không có, tất cả những cái đấy đều thiếu dữ liệu trên cái bệnh án, thì không biết trên thực tế các bạn có hay không. Đấy, cho nên là khi mà dùng Verospiron các bạn phải rất cân nhắc về chức năng thận ở bệnh nhân. Mà ở người cao tuổi thế này thì không chỉ căn cứ vào cái creatinine đâu, các bạn phải đo cái mức lọc cầu thận thật chính xác và điện giải. Mới cho với liều là 100mg thì tôi nghĩ là các bạn nên cân nhắc lại, và nếu là tôi thì tôi sẽ cân nhắc khoảng độ 25mg đã. Đấy là cái việc thứ hai. Cái thứ ba là liên quan đến các thuốc chống kết tụ tiểu cầu, thì nếu không phải là chống chỉ định, bởi vì tôi sẽ thấy là huyết tố là 11,1g mà hồng cầu là 3,6 triệu, thì chắc là chưa có một cái chống chỉ định gì về cái chuyện xuất huyết, thì đó thì nên cho cân nhắc một loại kháng kết tụ tiểu cầu, ví dụ như là clopidogrel, Plavix chẳng hạn, thì 75mg thì các bạn lựa chọn một viên một ngày là thứ nhất. Thứ hai là sẽ cho thêm thuốc điều trị bệnh mạch vành là nền tảng là statin, nếu mà nó không có suy gan cấp thì các bạn có thể cho Crestor
hoặc là Lipitor khoảng độ 1 viên một ngày 10mg. Thế còn cái thuốc mà các bạn cho Uperio thì tôi nghĩ rằng là rất là đúng rồi. Tuy nhiên là thông thường thuốc này là sẽ được chỉ định 2 lần một ngày. Cho nên là dù nó là 50mg thì các bạn cũng nên chia làm 2 lần, buổi sáng 1 lần và buổi chiều 1 lần. Thế đấy là những cái có thể điều trị trên bệnh này ở ban đầu là như vậy. Bởi vì bệnh này có xung huyết rất là rõ, cho nên là chúng chưa đặt ra những cái vấn đề dùng những thuốc mạnh hơn nữa. Ví dụ như là những cái thuốc điều trị suy tim mới hoặc là chặn beta tô cảm thì hoàn toàn ở bệnh này bây giờ là chống chỉ định. Và đặc biệt là khi mà các bạn dùng Uperio này, dùng lợi tiểu này thì các bạn phải theo dõi huyết áp bệnh nhân. Đấy, tại vì với bệnh nhân suy tim mà bạn dùng quá mạnh các cái thuốc giãn mạch mà huyết áp nó thấp, ở một người EF có 21% thì là nó sẽ đẩy suy tim nặng lên và nếu mà có cấp cứu là rất là khó. Thế cho nên là bạn giữ huyết áp ở mức vừa phải khoảng độ 100-203 được thì vẫn là còn là một chỉ số dễ điều chỉnh. Về xét nghiệm thì tôi nghĩ rằng là với những bệnh nhân như này thì luôn luôn phải có cái xét nghiệm nền tảng để mình điều chỉnh thuốc. Đó là tôi thấy trong xét nghiệm của các bạn thiếu đường huyết, rồi HB1C không có, creatinine không có, điện giải, TSH, rồi cortisone, troponin T và ProMP là hoàn toàn không có. Thì tôi nghĩ là nếu mà để theo dõi bệnh nhân dễ thì các bạn nên bổ sung những xét nghiệm đó. Thế đấy là những cái ý kiến của tôi về vấn đề chẩn đoán điều trị của bệnh nhân này. Và một trong những cái yếu tố tôi nhắc lại là rất là cảm ơn thầy Linh là thấy đã thấy những cái vôi hóa ở trên động mạch vành của một người 87 tuổi thì việc từ chối chẩn đoán bệnh mạch vành là khó, cho nên là tôi nghĩ là như vậy. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Đỗ Hoàng Dương, chuyên gia về tim mạch đã cho chúng ta hình ảnh phân tích hết sức là sâu sắc, chi tiết và cụ thể từng chi tiết một bệnh nhân nữ 87 tuổi, suy tim Niha 4 và có viêm phổi. Và hai câu hỏi chính mà chủ đề hôm nay các bạn đưa ra thì thầy đã giải đáp gần hết rồi. Tiếp theo thì chúng ta nghe ý kiến đóng góp của thạc sĩ bác sĩ Đinh Thị Thanh Hồng. Xin mời cô. Em xin cảm ơn Phật Sư Long ạ. Xin phép Phật Sư Long và các anh chị bạn bè đồng nghiệp. Em xin có một chút chia sẻ về phần hô hấp và bệnh nhân này. Thì đầu tiên là về phần chẩn đoán ở đây thì em hoàn toàn đồng ý với chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh và tim mạch. Thì chúng ta thấy rõ rằng đây là một cái đợt suy tim nặng của bệnh nhân và hoàn toàn là mất bù. Vì hiện tại bệnh nhân đang có cái chức năng tim rất là kém, tràn dịch đa màng, tràn dịch màng phổi hai bên, tràn dịch màng tim. Mà các anh chị có gửi cái kết quả chẩn đoán hình ảnh ở đây thì mình có thể thấy ngay ạ. Tuy nhiên thì vì là ở đây các cái bi lăng về sinh học giống như bác sĩ Dương chuyên khoa tim mạch có nói ạ, tức là chúng ta thiếu hụt toàn bộ các cái bi lăng về mặt sinh học để đánh giá các cái bệnh lý nền của bệnh nhân cũng như là đánh giá các tình trạng tim mạch ấy, nên là mình nghĩ là các bạn nên bổ sung sớm và nên làm sớm để mình còn đánh giá cho bệnh nhân. Thì đấy là về phần chẩn đoán. Thứ hai nữa là vì tương ứng với phần chẩn đoán đấy thì các bạn có hai câu hỏi liên quan tới phần chẩn đoán và điều trị này. Thì thứ nhất, câu hỏi thứ nhất liên quan đến tình trạng suy tim của bệnh nhân và xẹp phổi phải của bệnh nhân này. Thì tiến sĩ Linh đã trả lời rồi ạ. Thì cái đấy nó không phải là tổn thương xẹp phổi mà đấy là viêm phổi. Và ở đây bệnh nhân này thì mình thấy hoàn toàn phù hợp, bởi vì thứ nhất là gì? Thứ nhất là bệnh nhân có một tình trạng suy tim thừa dịch và cái đấy thì nó sẽ làm tăng ứ động dịch ở các khoảng kẽ rồi phế nang. Và thứ hai nữa là trong lòng phế quản của bệnh nhân này người ta có ứ động dịch rất là rõ và cái đấy nó là yếu tố thuận lợi trên một bệnh nhân lớn tuổi rồi suy tim, hạn chế vận động nằm một chỗ và nó sẽ tăng viêm phổi ứ động lên. Đó. Thứ hai đấy là câu hỏi về điều chỉnh trong phác đồ điều trị ở bệnh nhân này. Thì trong phần điều trị suy tim thì tiến sĩ Dương đã nói rất rõ rồi. Thế thì ở đây trong phần điều trị ở bệnh nhân này trên cái bộ nhiễm ở phổi mình xin có ý kiến một chút. Thứ nhất là trong điều trị của các bạn hiện tại đang dùng corticoid là sulumeron 40mg một ngày. Và giãn phế quản tác dụng ngắn là salbutamol, tức là một cái giãn phế quản tác dụng ngắn và nhanh đó. Thì mình chưa thấy cái bằng chứng nào để chúng ta nên sử dụng hai điều trị này cả. Thứ nhất là người ta sẽ sử dụng một cái corticoid con đường toàn thân hoặc là một cái giãn phế quản tác dụng ngắn tại chỗ trong trường hợp người ta thấy rằng bệnh nhân có một tình trạng co thắt phế quản cấp hoặc là một cái đợt cấp của một cái bệnh nền gì đấy mà có co thắt phế quản, ví dụ như là hen, CPD chẳng hạn. Đấy, nhưng ở bệnh nhân này thì chúng ta không thấy cái bằng chứng nào như vậy cả. Và nếu có thì cái nguyên nhân đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đấy là một cái cơn hen tim hơn là một cái co thắt phế quản do các bệnh lý nền hô hấp trước. Đó, thế nên mình nghĩ là hai cái điều trị này là chúng ta không nên sử dụng. Đấy, vì nguyên nhân thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai, bệnh nhân đang có một cái nhiễm khuẩn ở đường hô hấp mà mình chưa kiểm soát được. Và bệnh nhân lại đang có bệnh lý tim mạch mà chúng ta chưa loại trừ một cái bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ. Những cái điều trị mà nó làm tăng tình trạng bội nhiễm hoặc làm tăng nhịp tim thì nó có thể làm tăng thiếu máu cơ tim và nó có thể làm nặng lên cái chức năng tim của bệnh nhân. Đó. Thì mình nghĩ là chúng ta không nên sử dụng corticoid đường toàn thân và một cái salbutamol khí dung như này khi chưa có bằng chứng. Thứ hai là về kháng sinh ở bệnh nhân này. Thì
Hiện tại kháng sinh ở bệnh nhân này các bạn đang dùng một ceftriaxone phối hợp với sulbactam và ofloxacin. Thì thực ra thì ofloxacin nó là một cái quinolone, tuy nhiên thì nó không phải là một cái quinolone ưu thế về đường hô hấp. Hơn nữa ở bệnh nhân này chúng ta hoàn toàn thiếu hụt các bi lăng về sinh học, tức là chúng ta không có biết chức năng thận của bệnh nhân là bao nhiêu cả, mà trên nền một bệnh nhân rất là lớn tuổi. Đó, tức là bệnh nhân 87 tuổi rồi. Thì mình không biết là trong đó các bạn có làm chưa, hoặc là có thể là làm được hay không. Thì mình nghĩ nên lựa chọn một cái phác đồ an toàn hơn. Các bạn có thể phối hợp với một C-pha-3, vẫn phối hợp một C-pha-3 với một quinolone, nhưng mà các bạn có thể lựa chọn an toàn hơn ở những cái kháng sinh dòng mà các bạn không cần phải chỉnh liều trên lọc cầu thận. Đó, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không có làm được các cái xét nghiệm đánh giá chức năng thận chẳng hạn. Đó, thì các bạn có thể lựa chọn ví dụ C-pha-3 ở đây như là một cái ceftriaxone chẳng hạn, biệt dược của nó hay sử dụng là rocephin. Thì các bạn có thể bắt đầu bằng liều 2g trong vòng 24 giờ, liều duy nhất và không cần chỉnh liều. Thứ hai là một quinolone hô hấp, các bạn có thể sử dụng ở đây là moxifloxacin, biệt dược hay sử dụng có thể là Iveloc và liều duy nhất là 0,4g mỗi 24 giờ. Và đường uống sinh khả dụng, đường uống đường truyền là như nhau. Các bạn có thể sử dụng đường uống thì nó giữ ưu thế ở bệnh nhân này hơn, vì nó sẽ hạn chế dịch vào cho bệnh nhân và hạn chế việc tiêm truyền để bệnh nhân có thể vận động được. Đấy. Thứ ba nữa là ở đây ở bệnh nhân này là điều trị triệu chứng, vì mình thấy đấy là trên chẩn đoán hình ảnh người ta thể hiện một cái rất rõ, đấy là ứ đọng dịch ở trong các lòng phế quản. Đấy, kể cả đường phế quản lớn hay các đường phế quản nhỏ, và đặc biệt là thùy dưới ở bệnh nhân này vì người ta có tình trạng dịch màng phổi nữa. Đó, thì một cái thuốc mà hỗ trợ cái việc là làm lỏng đờm ra và hỗ trợ cho bệnh nhân ho khạc, ví dụ như acetylcysteine, thì các bạn nên cân nhắc ở bệnh nhân này. Đấy, mình có thể bắt đầu với liều 200mg trong 3 lần một ngày. Đó. Đấy là thứ ba. Thứ tư là phục hồi chức năng hô hấp ở bệnh nhân này, đặc biệt ở những bệnh nhân lớn tuổi mà có các cái tổn thương viêm phổi ứ đọng, thì các bạn nên cân nhắc phục hồi chức năng hô hấp càng sớm càng tốt và ngay khi tình trạng của bệnh nhân có thể. Vì sao mình nói là ngay khi có thể? Bởi vì bệnh nhân này đang có một cái suy tim mất bù. Thế thì khi phục hồi chức năng hô hấp các bạn phải rất rất cân nhắc. Đó, các cái bài tập gắng sức ngay lập tức hoặc là những cái liệu trình phục hồi chức năng hô hấp mà dài, tức là kéo dài 15-20 phút có thể bệnh nhân sẽ không đáp ứng được. Tuy nhiên những cái tập thở hoặc là tập ho khạc nhẹ nhàng trong vòng khoảng 5 cho tới 10 phút mỗi lần, một hoặc hai lần một ngày thì các bạn có thể cân nhắc. Đó. Thì tình trạng bệnh nhân các bạn cần đánh giá lại sau mỗi 3 tới 5 ngày để mình điều chỉnh các cái điều trị cho phù hợp, cũng như là các cái phác đồ phục hồi chức năng hô hấp cho phù hợp. Em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đinh Thị Thanh Hồng cũng phân tích được một số yếu tố khác mà chúng ta thấy là nếu mà có sự điều chỉnh thì kết quả phác đồ điều trị sẽ giúp cho người bệnh phục hồi tốt hơn. Quý vị đồng nghiệp ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa có câu hỏi gì thêm, đã hài lòng với các câu trả lời chưa ạ? Dạ, em kính thưa thầy cô, là em rất cảm ơn thầy cô vì là những cái đóng góp của thầy cô vừa rồi ạ. Thì chúng em là cũng có một chút sai sót là khi mà chúng em không đẩy lên trên hệ thống các cái xét nghiệm về sinh hóa máu cơ bản của bệnh nhân. Thì bệnh nhân này thì từ trước đến giờ là bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp ạ. Thì huyết áp lúc mà bệnh nhân vào thì nó cũng tầm 120/80, và sau cái phác đồ điều trị mà chúng em vừa cung cấp đấy thì huyết động của bệnh nhân nó cũng không có thay đổi nhiều. Cái này thì tình trạng kali máu của bệnh nhân thì chúng em cũng theo dõi thường xuyên ạ. Lúc vào thì bệnh nhân kali máu 4, và hiện tại bọn em làm lại thì kali máu của bệnh nhân cũng chỉ là 4,45 thôi ạ. Mức lọc cầu thận mà bệnh nhân hiện tại bọn em tính được là bây giờ hiện tại là mức lọc cầu thận của bệnh nhân là 23 ml trên phút ạ. Cái này thì em có một câu hỏi nữa, đấy là trong cái quá trình điều trị là như thầy vừa mới nói thì cái nhóm mà chạy beta và cái nhóm điều trị suy tim mới như là nhóm SGLT2 thì chưa được sử dụng ở trong thời điểm này, nhưng mà em xin hỏi một chút là tại sao mà ta lại chưa sử dụng SGLT2 vào trong thời điểm này? Bởi vì là bản thân cái thuốc SGLT2 nó cũng là một cái dòng thuốc lợi tiểu mà bệnh nhân này thì cũng đang thừa dịch, thì tại sao mình lại chưa nên dùng ạ? Và cái thứ hai nữa là nếu như mà bây giờ thì mình chưa có sử dụng chạy beta, nhưng mà chắc chắn là sau này khi mà bệnh nhân về rồi thì cũng sẽ phải sử dụng thuốc chạy beta, thì khi nào thì bọn em bắt đầu là sử dụng cái thuốc chạy beta trên bệnh nhân này? Tức là bọn em căn cứ vào triệu chứng của bệnh nhân là bệnh nhân đỡ khó thở, hay là em phải chờ khi nào mà chụp phim phổi không còn dịch màng phổi nữa thì mới bắt đầu sử dụng thuốc chạy beta? Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn quý vị đồng nghiệp đặt câu hỏi, và xin mời thầy Đỗ Hoàng Dương. Kính thưa thầy Long, kính thưa các thầy cô và các quý đồng nghiệp. Câu hỏi của bạn thì thứ nhất là đặt ra cái câu hỏi là vì sao cái nhóm điều trị suy tim mới thì mình chưa dùng. Bởi vì thế này, cái tình trạng bệnh nhân bây giờ là tôi đang nghĩ là một cái đợt suy tim mất bù, đợt cấp. Về mặt chỉ định thì có thể dùng được. Nhưng mà với những bệnh nhân ở những cái đợt suy tim cấp như vậy, và việc mình đang dùng lợi tiểu rồi, lợi tiểu qua Furosmith rồi,
nếu bạn dùng thêm một cái thuốc nữa, mà cái thuốc thứ hai này này nó cũng là một cái cơ chế thải muối cộng với gluco qua cái ống thận thôi, bản chất là như vậy, nó sẽ gia tăng cái tác dụng lợi tiểu rất là mạnh lên, và cái việc mình điều chỉnh cái thuốc lợi tiểu nó sẽ khó hơn. Cho nên là trong khoảng độ 3 ngày đầu tiên thì các bạn sẽ điều chỉnh từ từ để cái quả tim nó đáp ứng cái việc mà các cái thuốc lợi tiểu. Còn nếu không mà bạn điều chỉnh nhanh quá, nó có thể thay đổi cái điện giải kali, nó có thể mất hoặc là nó có thể tăng lên, bạn điều chỉnh rất là khó. Đấy là theo kinh nghiệm của tôi thì tôi chưa cho, sẽ cho nhưng mà sẽ trong 3 ngày đầu là tôi sẽ không cho. Thứ hai là sẹn beta thô cảm về mặt chỉ định trong suy tim là một thuốc điều trị rất là tốt, nhưng mà nó phải chỉ định đúng cái thời điểm của nó. Một là bệnh nhân này đang có suy tim mất bù, thứ hai là đang tràn dịch màng tim, màng phổi, áp lực phổi đang tăng, hở các van rất là nhiều, nghĩa là cái tình trạng sung huyết rất là nặng. Cho nên là chẹn beta thô cảm là chống chỉ định luôn, chắc chắn trong thời gian này là không cho được, bởi vì cho bệnh nhân rất suy tim nặng lên. Thế còn cơ chế của nó thì rất phức tạp. Đấy. Ở bệnh nhân suy tim khi nào thì cho thuốc chẹn beta thô cảm? Một là bạn phải khẳng định rằng các chống chỉ định nó không có. Tuy nhiên chống chỉ định của chẹn beta thô cảm nhiều lắm, bạn có thể dở ra sách ra thì mình nốt xem là, tại vì không ai nhớ được hết đâu. Nhưng mà chắc chắn rằng là không có block ở trong tim này, không có nhịp chậm này, không có tràn dịch màng tim, màng phổi này. Và đặc biệt là bệnh nhân này ở bẩm đợi kèm theo đó là bệnh hô hấp. Khi nào bệnh hô hấp được xác nhận rằng không tiến triển nặng lên nếu bạn dùng chẹn beta thô cảm, nghĩa là hết tình trạng viêm, hết co thắt và hết cái sự nhạy cảm về cái điều đó thì bạn mới cho được. Nó cũng khá là phức tạp trên lâm sàng, chứ ở bệnh nhân này thì nên theo dõi từng ngày một, và đến một ngày nào đó mình cảm thấy tất cả điều đó trở lại là không thì mình sẽ cho, và cho ở một liều rất thấp để dò xem có phản ứng hay không. Đồng thời với việc dò liều thấp đó là phải theo dõi bệnh nhân. Đấy là kinh nghiệm mà dùng chẹn beta thô cảm. Nếu bạn muốn khởi trị chẹn beta thô cảm ở bệnh nhân suy tim này thì bạn sẽ chọn cái nhóm là non select, nghĩa là nó không chọn lọc alpha hay beta, và có thể bắt đầu từ cái biệt dược là dilatren, hoặc là cái bây giờ nó có cái thuốc gọi là generic của nó ở Việt Nam, còn dilatren thì hầu như là không còn nữa. Thế thì chọn cái đấy, thường là liều nó bắt đầu là sẽ rất thấp, một cái viên của nó là 6,25 mg, thì bắt đầu từ một nửa viên một, mà nhớ rằng là phải chia đôi, nghĩa là cũng sáng một nửa, chiều một nửa. Đấy, dù bé cũng phải chia đôi. Thế đấy là kinh nghiệm dùng thuốc chẹn beta thô cảm để điều trị suy tim. Tuy nhiên là nếu mà bệnh nhân này bắt đầu khởi trị được chẹn beta thô cảm thì nghĩa là bệnh nhân này đã tiến triển được rất tốt rồi. Đấy là cái chỉ định của chẹn beta thô cảm trong suy tim ở những bệnh nhân như thế này, thì các bạn sẽ lựa chọn khi mà thời điểm thích hợp, với những cái thông tin của tôi là như vậy. Thế còn đặc biệt là các chống chỉ định các bạn phải dở trong sách ra, nếu mà lâu bạn phải dở xem lại, nó rất nhiều, nó khoảng độ mười mấy cái chống chỉ định đấy, không nghĩ đâu nhá. Đấy, nó có nhiều bệnh liên quan đến, kể cả những bệnh liên quan đến tiêu hóa cũng có, cho nên là mình phải xem thật kỹ trước khi mình cho. Đấy là ý kiến cá nhân của tôi về cái việc dùng chẹn beta thô cảm và thuốc SGLT2 trong điều trị suy tim ở bệnh nhân này. Vâng, xin cảm ơn thầy. Quý vị đồng nghiệp đã hài lòng với câu trả lời chưa ạ? Dạ, em xin không còn câu hỏi gì thêm ạ. Vâng. Em cảm ơn quý thầy cô và các quý đồng nghiệp ạ. Xin cảm ơn các thầy cô và các quý đồng nghiệp. Tiếp theo thì chúng